Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Anh em nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ kênh YouTube 16m50 trong thời gian sắp tới nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Bản tin bóng đá chuyển nhượng ngày 20 tháng 9. MU sắp trói chân Pogba. Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2019, Pogba là một trong những cái tên tiêu tốn nhiều giấy mực nhất liên quan đến vấn đề chuyển nhượng. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Pogba công khai ý định muốn rời Old Trafford để tìm kiếm nơi tách mới. Trong đó Real Madrid là bến đỗ yêu thích của cầu thủ này. Hợp đồng hiện tại của Pogba còn thời hạn đến tháng 6 năm 2021, cùng với điều khoản có thể gia hạn thêm 1 năm. Tuy nhiên, theo truyền thông Anh đưa tin, ban lãnh đạo đội bóng không muốn mạo hiểm để cầu thủ này bước sang năm cuối hợp đồng và cuối mùa giải này. Và để đề phòng những chuyện vượt ngoài kiểm soát về tương lai của bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử, ban lãnh đạo đội bóng đang lên kế hoạch giữ chân cầu thủ 26 tuổi bằng một bản hợp đồng mới. Để Lukaku, Sanchez ra đi là đúng đắn. Màn trình diễn của Mason Greenwood trước Astana đêm qua đã giúp HLV Solskjaer tái khẳng định niềm tin và tài năng trẻ người Anh. HLV người Na Uy nói: khi Mason Greenwood gia nhập vào vòng cấm, bạn biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Cờ có thể ngoặt bóng vào trong hay ra ngoài đều được. Cờ đã có cú sút sâu kim từ môn, quá tuyệt vời. Chơi bóng và ghi bàn là chuyện rất tự nhiên với Greenwood, và màn trình diễn hôm nay phần nào cho thấy cờ sẽ trở thành cầu thủ như thế nào. Với tôi, để Lukaku, Sanchez ra đi và chắc cơ hội cho Greenwood là quyết định đúng đắn. Tôi nghĩ điều đó sẽ tốt cho câu lạc bộ và cho cô ấy. Tôi nghĩ rằng Greenwood sẽ trở thành cầu thủ quan trọng của chúng tôi ở mùa giải này. Bên cạnh đó, Solskjaer cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục trao cơ hội cho Greenwood cũng như các tài năng trẻ khác của MU ở Europa League và Carabao Cup. Barca úp mở khả năng tiếp tục theo đuổi Neymar. Phát biểu tại hội nghị truyền thông của Barca, giám đốc điều hành Oscar Grau thừa nhận rằng Barca đã nỗ lực hết sức để đưa Neymar trở lại nhưng không thành. Tuy nhiên, ông đã không dám khẳng định rằng câu lạc bộ sẽ tiếp tục theo đuổi người thuộc biên chế PSG trong những kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Neymar là mục tiêu xét trên khía cạnh chuyên môn và câu lạc bộ đã làm mọi thứ để có được cậu ấy, dù theo cách bền vững về tài chính. Chúng tôi đã đưa ra nhiều đề xuất cho PSG, họ luôn từ chối chúng. Tôi không biết liệu chúng tôi có nhắm tới cậu ấy vào mùa hè năm tới hay không. Kế hoạch trong mùa giải tới sẽ được đưa ra vào tương lai. Chúng tôi sẽ rất vui mừng khi có cơ hội mang Neymar trở lại, nhưng các điều khoản phải hợp lý. Nếu một số đề nghị được thông qua, điều đó có thể xảy ra. Như PSG có vẻ không muốn để mất cậu ấy. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Anh em nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ kênh YouTube 16m50 trong thời gian sắp tới nha. Xin cảm ơn rất nhiều.